Thời gian qua, sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp đột kích, triệt xóa những tụ điểm đen, nhức nhối tai tiếng về tệ nạn mại dâm, tội phạm ma túy trá hình dưới vỏ bọc các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, người dân ở các địa phương rất vui mừng, đồng tình ghi nhận, đánh giá cao. Ở thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và một số huyện của tỉnh Đắk Lắk, những năm gần đây có nhiều quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn thường hoạt động quá đêm khuya. Trong đó có những điểm đen dung túng chứa chấp tệ nạn trá hình dưới vỏ bọc karaoke và quán bar. Thậm chí có những điểm rất nhiều nhóm thanh niên đến tụ tập uống rượu bia, sử dụng ma túy, bay lắc thâu đêm, suốt sáng. Rồi sự tranh giành khách giữa các quán, mâu thuẫn giữa các nhóm đã dẫn đến những vụ việc ẩu đà, hỗn chiến, gây nhiều tai tiếng, phức tạp về an ninh, trật tự. Chúng tôi sống gần các cái quán bar đó thì nó rất là ảnh hưởng. Cái thứ nhất là hàng ngày đi làm rồi buổi tối về ăn nghỉ ngủ nghỉ thì là không ngủ nghỉ được. Cái thứ hai nữa là các nhà mà có người già, cháu nhỏ, rồi các em mà đi học thì không thể nào học nổi. Cái vấn đề thứ hai nữa ảnh hưởng đó là cái sự bình yên của tổ dân phố của người dân ở trong cái này là vấn đề về cái tình hình trật tự. Tôi là cán bộ ở cấp cơ sở nắm được rất là nhiều những cái nguồn tin coi như trong vấn đề ở tại địa phương cũng như thể là của thành phố cũng như thể trong khu vực của các phường liên quan của trong thành phố mấy năm về trước cũng cái này khác thì coi trong cái tình hình coi về an ninh trật tự rồi các tệ nạn xã hội karaoke bảo kê rồi xì ke ma túy mại dâm này khác là coi nổi lên là nhức nhối. Lúc bây giờ bà con ở xung quanh á, là người ta coi là rất là bức xúc, nhưng mà cóc đáy giếng kêu không lên thấu lên trên. Ở tổ dân phố chúng tôi, một trong những địa bàn trung tâm thành phố, ngoài những cái dịch vụ cà phê giải khát, rồi thì karaoke, còn có 3 cái quán bar hoạt động ngày đêm đã có những cái dịch vụ này, thì kèm theo những cái tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra ở địa bàn. Cái sự cạnh tranh bảo kê giữa các quán với nhau cho nên là cũng đã xảy ra nhiều cái vụ va chạm đánh chém nhau ở trên địa bàn. Đấy, còn các đối tượng đến vui chơi giải trí phần lớn là ở các nơi khác về. Mà trong số các cháu này cũng đã có những cháu là sử dụng chất kích thích, chẳng hạn như dạng ma túy vân vân. Trước thực trạng phức tạp, nhức nhối đó, những tháng gần đây, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh cùng Công an các phường, đội nghiệp vụ của Công an thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện vào ban đêm đã bí mật đồng loạt đột kích xử lý nghiêm những tụ điểm đen. Trong những đợt ra quân, đã triệt xóa hơn 10 tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, cờ bạc trá hình dưới vỏ bọc các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, cà phê ở thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Mơ Đà Rắc, Ea Hở Leo và Eka. Tại những điểm đen này, các tổ công tác đã phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ đang nhảy múa điên loạn trong tiếng nhạc, rát tai. Trong đó có hơn 100 thanh niên đang phê ma túy và nhiều tang vật ma túy đá, ketamin dùng để hít, thuốc lắc và cỏ Mỹ cũng được thu giữ tại các hiện trường. Liên quan tới những điểm đen này, bước đầu Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo khởi tố bắt tạm giam nhiều chủ chứa, đối tượng môi giới dẫn dắt mại dâm, mua bán tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép và lập hồ sơ đưa nhiều người đi cai nghiện, trả lại sự bình yên cho rất nhiều khu dân cư. Trong cái thời gian vừa qua là được sự nhiệt tình của chỉ đạo của đồng chí giám đốc của Công an tỉnh, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ vừa rồi đã bắt được các tụ điểm về coi như trong khi đó karaoke có chứa chấp ma túy rồi coi như làm những các tệ nạn khác, thế nên là riêng chúng tôi là rất là đồng tình và ủng hộ, là mong làm sao Công an tỉnh không phải là làm như thế đã xong mà coi làm thường xuyên liên tục, làm sao để đảm bảo xây dựng tình hình an ninh trật tự trị an xã hội trong coi tỉnh ta
cũng như thể trong thành phố ngày càng được tốt hơn. Gần đây thì các cấp chính quyền rồi đặc biệt là đối với lại lực lượng công an như là giám đốc mới về thì cũng đã có cái lắng nghe rồi là khảo sát và nắm được tình hình như vậy thì đã có cái chỉ đạo vào cuộc giải quyết các cái vụ việc này ở các cái quán bar này thì đối với người dân rất là mừng, dân mừng lắm và rất là mong muốn là trong cái thời gian sắp tới thì cơ quan chức năng là phải vào cuộc đồng bộ để mà giải quyết dứt điểm đối với lại các cái quán bar này, làm sao vấn đề vui chơi nhưng phải lành mạnh và đồng thời phải giữ gìn được cái an ninh trật tự ở khu phố, đảm bảo cái sức khỏe rồi là vấn đề về tinh thần của người dân ở phố này. Những góc khuất, tệ nạn ma túy, mại dâm, suy đồi thác loạn nấp bóng trong các tụ điểm đen lâu nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giờ đang lần lượt được vén màn đưa ra ánh sáng pháp luật. Những đợt ra quân của công an tỉnh Đắk Lắk đã cứu cho con em rất nhiều gia đình thoát khỏi vũng bùn tệ nạn, trả lại sự bình yên cho nhiều khu dân cư. Người dân ở địa phương rất vui mừng, đồng tình ghi nhận, đánh giá cao và đang kỳ vọng trong năm 2019, những điểm đen, ổ nhóm tệ nạn, tội phạm còn lại sẽ tiếp tục được công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo phát hiện, triệt xóa quyết liệt hơn.